sáng trời nắng, nắng ngay cái góc này, nắng ngay cái góc đứng ngồi luôn nha anh em. Bên đây không có, bên đây không có, nắng ngay cái góc này luôn, từ xưa tới giờ luôn, bị ngay cái góc này luôn. Có nhiều người hô nắng mà nó gọi ngay góc buổi sáng này mình thì tốt lắm, cho nên thôi Tiến cũng mong là vậy, Tiến để luôn, cho nên mà quay nhầm cái buổi sáng mà có nắng là nó bị chói như thế này nha anh em. Đầu 3 ly nha anh em. Đầu nhẹ 3 ly. Bắp 25 22. Ok, tiếp tục xong bài cho anh em. Bài này là bài nhẹ, chở gậy đi chơi nha anh em. Thì em nói cũng là dân viên 110-54, chỉ cao 3 ly và xúc bắp cho em nó là 22-25. Không đua bơi, không đấu đá, chỉ chở gậy thôi. Tốc độ này là đủ cho gậy ôm rồi nha anh em. Rồi cũng như thường lệ, bây giờ cho em nó lên trên bệ để nổ rô đai. Thì những cục máy lên trên bệ đó là những cục máy chị luôn, là của những anh em ở xa nha. Rồi ok anh em. Thì bài này là sai á, bình 150 mà bây giờ anh em xài rất nhiều, nói chung đi cũng được nha anh em. Rồi em nó đã được lên bậy xong xuôi rồi, bây giờ sẽ cho em nó bật khóc chào đời nha anh em. Bình 150 này cũng ok rồi. Rồi nổ máy cho em nó rô ra nha anh em. Luôn là êm dịu như thế này nha anh em. Em ru bô mới. Ủa lộn, nhét cho lại anh em, không phải cái này. Nhìn đây. Ồ luôn. Rồi gắn cho quay nhỏ nha anh em.
cây này thì để mở zin không mở, cho nó im ấm cho anh em hơn. Những cây nào mình muốn cho nó phát hơn thì mình mở mỏ nha. Thì những anh em thích im ấm hơn thì lại để mỏ zin. Cái này mới về chưa sơn, chút nữa là sơn cái mỏ lại là nó sẽ đẹp nha anh em. Đây là cây này gửi về theo máy cho anh em. Đây là cái bô móc theo bài kèm với cổ. Rồi lấy cổ à. Đây. Cổ 304. Vậy là anh em sẽ can lên xe và anh em sẽ tháp cổ sau. Và âm thanh của em nó ra EC11 như thế này luôn. Rất là hiền, hiền queo luôn nha anh em. Im ru à. Rồi đầu tiên thì cũng như thường lại nha anh em. Rồi như thường lại thì Tấn sẽ cho em nó nổ rô đai trước, chân chu nhẹ rồi. Tiếp theo sau đó là Tấn lại tiếp tục vài ống ga, 1, 2, 3, 4 ống ga gì đó cho anh em mình nghe vui giải trí chơi. Với cái bài bình trên ta 150 này thì nó sẽ hot như thế nào nha anh em. Rồi ok anh em, sau khi em nó được rô đai nhẹ rồi, bây giờ sẽ tranh thủ 1, 2, 3, 4 ống ga để cho anh em mình nghe vui giải trí chơi. Rồi tưởng canh chỉnh giao máy về cho anh em. Thì máy này về tới Cam Ranh Khánh Hòa là rất là xa nha anh em. Cho anh thêm miếng xăng vô. Rồi ok, tranh thủ test vài ống ga cho anh em mình nghe nha. Rồi qua đây luôn à, khỏi chỉnh gì nữa nha, để luôn khỏi chỉnh nha, chỉnh nó bị lé lắm. Mở xăng chưa? Nãy mới khóa đó, thấy mở chưa? Thôi nhẹ vài cái thôi nha anh em, hai ống thôi là hai ống như thế là anh em cũng thấy cái lực máy của em nó, cũng biết cái lực máy của em nó rồi ha. Giờ này cũng mới 3 giờ mấy chưa, làm quá không tốt anh em. Rồi, quá là tê nha anh em. Và đây là cái bài dậy ôm cứng ngắt nha anh em. Thì nói chung thì Dubai thì bài này là không dành cho Dubai. Thì bài này là bóc nhẹ cho anh em và cũng có tốc độ cho anh em đi chơi. Đây đó.
với cái dên 110-54 đầu cao ba ly xúc bắp 22-25 bình trên ta 150 bô ù móc theo bài. Thì gan ti thì luôn luôn là như vậy với hại bao ù nha anh em. Rất là im và rất là hiền nha anh em. Hiền queo luôn. Máy thì không một tiếng động luôn. Binh thả ra là em ấy sẽ xuống một cách êm dịu. Thì đó là những cái giải pháp. Thì cái giải pháp từ bình bông đổ về thì mọi thứ là lúc nào cũng êm dịu cho anh em, nhẹ nhàng từ gan tí. Thì mỗi anh em có một sở thích khác nhau ha. Thì cũng là một cái bài 110-54 với anh em thích máu lửa đấu đá hơn, có tốc độ hơn, căng hơn một tí để anh em đi chơi. Và đôi lúc cũng test em nó chơi thì với cái bài 54 trên 110-54 xúc bắp 24-27 đầu cao 6 ly trở lên. Còn anh em muốn nhẹ nhàng, êm dịu, cũng có tốc độ cho anh em chơi luôn thì 50 trên 110-54 đầu cao 3 ly xúc bắp 22-25 như cái bài này thì cũng đủ cho anh em bắt phố chơi có tốc độ rồi ha. Rồi thì tiếp tục tấn lại xong tiếp cục máy cho anh em. Thì cục máy này về cho anh em ở Cam Ranh, Khánh Hòa hơi xa. Đó thì những cái bài như thế này anh em mình muốn đi êm dịu nhẹ nhàng thì mấy cái bình này cũng được rồi, giải pháp. Còn anh em muốn căng hơn thì vô bình bông em nó sẽ tự động căng hơn tiếp cho anh em ha. Còn như cái bình này em anh em cảm thấy ồ vừa chơi tốc độ như vậy là đi không hết nè thì ok. Đó là những anh em đứng tuổi, còn tuổi trẻ hơn thì cần máu lửa hơn thì vô bình bông là em nó sẽ phát thêm cho anh em thôi, đơn giản ha. Rồi thì hôm nay Tuấn lại tiếp tục xong cho anh em cái bài 110-54. Đó là những cái bài buông thở lâu nay cho anh em. Thì cũng xong từ đầu tới đuôi cho anh em và test cho anh em nghe chơi. Mỗi một cục máy là có một cái quy lực khác nhau. Biết rằng là 110-54 nhưng mỗi một cái cục máy 110-54 nó đều sẽ có một cái quy lực khác nhau. Thí dụ như 110-54 xúc bắp 22-25 là cái âm lực của nó ra sẽ khác. 110-54 xúc bắp 23-26 cái âm lực nó sẽ ra khác. 110-54 xúc bắp 24-27 âm lực nó sẽ ra khác nha anh em. Không phải là âm nào như hôm đó, như anh em mình nghe trong clip thì anh em mình sẽ khó mà phân biệt, tại vì lực nó đều mạnh và nó đều bốc giống như nhau. Như thật sự ra mỗi một cái lực nó quá khác nhau. Tất nhiên là 110-24-27 nó sẽ ok, nó sẽ đủ sâu và nó sẽ ác hơn với 110 xúc bắp 23-26 đó là đương nhiên rồi. Và 23-26 nó sẽ hơn 22-25 bởi vì 22-25 là những cái bài bóc nhẹ cho anh em đi chơi. Đó, những bài đấu đá thì bước qua 23-26-24-27. Đó, thì cũng gọi là 110-54 như anh em thường gọi là Zin 54 là như thế ha. Còn cái câu mà Zin 54 thì anh em mình phải nhớ phân biệt hai cái nha. Zin 54 là anh em xe gì, thí dụ anh em xe quay alpha 100, anh em làm Zin 54 anh em phải nói rõ Zin 110-54 để dễ hiểu hơn. Ví dụ mà nói chuyện với bạn bè với anh em dễ hiểu hơn, tại vì nghe Zin 54 thì nhiều khi có nhiều cái thế thợ hoặc anh em sẽ nghĩ là Zin có nghĩa là làm từ Zin của anh em lên. Đó, Zin thì anh em có nhiều anh em sẽ
hiểu khác đi, là làm từ gen zin của xe mình lên đó, thì anh em nên phải nói cho nó rõ hơn để anh em cùng nhau dễ hiểu ha. Zin zin 110 hoặc zin zin 100 theo xe nha. Rồi, cũng như thường lại, Tấn chuẩn bị xuống máy để giao về cho anh em. Thì clip tới đây thì cũng đã hoàn thiện hết cho anh em mình vừa xem vừa giải trí, và có một clip cho chủ máy làm kỷ niệm trên YouTube luôn. Đó là một cái trách nhiệm luôn luôn cho từng cục máy của anh em. Thì clip tới đây Tấn xin tạm dừng nha anh em. Chúc tất cả anh em mình sức khỏe nha. Chúc anh em cái mùa dịch này thì anh em mình nên cho cái tinh thần mình nó bớt bị căng đi. Kệ nó, bây giờ anh em mình có làm gì được thì anh em mình làm cho cái tâm trí của anh em mình nha. Đó, chủ yếu là anh em mình phải sống vui vẻ với công việc nha. Còn ngoài ra thì vẫn cầu nguyện cho mọi điều nó mau trôi qua để tất cả anh em mọi miền đều trở về với công việc, với cuộc sống bình thường. Đó là một điều mong ước rất lớn. Tấn luôn cầu mong vấn đề đó. Thì Tấn cũng lớn tuổi rồi. Cái mọi thứ nhìn thấy tất cả anh em làm việc này kia nó được vui, được hạnh phúc trong công việc, hạnh phúc trong đam mê này kia nọ, bản thân mình nhìn thấy xung quanh, nhìn thấy tất cả mọi miền, anh em mọi miền mọi nơi cuộc sống bình thường, thì điều đó cũng là riêng Tấn cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Đó là câu nói từ đáy lòng nha anh em. Rồi, Tấn xin dừng clip tại đây và hẹn lại anh em với clip sau. Thì clip sau thì Tấn cũng đang lên cái cục máy này, thì nó cũng tương tự với cục máy này, cũng 110-54 luôn. Rồi còn những cục máy 58-62 dân cộng dân đô mọi thứ, thì Tấn sẽ lên xong cục máy nào thì Tấn lại tiếp tục up lên cục máy đó nha anh em. Rồi, Tấn xin chào tất cả anh em nha. Quá tê nha anh em.